Xin chào các bạn, ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể import được cái ví Choconet hoặc là Metamask sang ví Karachain ở mạng Karachain các bạn nhé Nhưng mà các bạn lưu ý rằng khi mà các bạn import thì cái địa chỉ ví Choconet hoặc là Metamask của các bạn giống với địa chỉ ví trên Karachain Wallet thôi Nhưng cái tài sản hai bên hoàn toàn khác nhau Tại vì một bên là mạng BSC, một bên là mạng KLC20 các bạn nhé Nó chỉ giống nhau ở địa chỉ ví thôi và các bạn lưu ý để mà import thì các bạn cần phải có mã bảo mật 12 từ khóa hoặc là mã private key vậy thì để lấy hai cái mã này ở trên metamask và trước connect ở trên máy tính và điện thoại như thế nào thì cùng mình khám phá nhé ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn import ở trên máy tính và trên điện thoại các bạn nhé đầu tiên đó là các bạn có một cái ví metamask ở trên máy tính nếu mà các bạn nào mà chưa biết cài đặt cái ví metamask này thì các bạn vui lòng xem cái video mình để ở phần mô tả nhé Bước tiếp theo là các bạn cần phải xuất ra những cái từ khóa bảo mật và mã bảo mật để các bạn có thể import sang ví Karachen. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ chọn vào ví của các bạn. Sau đó các bạn kéo xuống phần cài đặt. Trong phần này thì các bạn chuyển xuống phần bảo mật và quyền riêng tư. Tiếp theo các bạn ấn vào hiện cụm từ khôi phục bí mật. Ở phần này các bạn sẽ nhập mật khẩu của các bạn vào nhé. Sau đó các bạn ấn phần tiếp theo ở đây thì sẽ hiện ra 12 từ khóa bảo mật. Các bạn chọn sao chép vào bộ nhớ tạm hoặc là lưu dưới dạng CSV. Các bạn lưu ý nếu mà các bạn tạo một ví Chain mới thì các bạn dùng 12 từ khóa này. Còn nếu mà các bạn thêm một cái ví trên ví Chain mà các bạn đã lập rồi thì các bạn sẽ export cái mã private key cho mình. Thì cái bước này để lấy mã private key ở trên ví Metamask các bạn sẽ kích vào nút 3 chấm ở trên đây. Sau đó các bạn chọn vào chi tiết tài khoản. Rồi các bạn sẽ chọn vào phần xuất khóa riêng tư. Trong phần này các bạn sẽ nhập mật khẩu của ví Metamask của các bạn vào nhé. Tiếp theo các bạn ấn phần xác nhận. Sau đó các bạn sẽ lưu mã bảo mật này lại. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành import cái ví Metamask sang ví Kraken ở trên máy tính. Về ví Kraken ở trên máy tính, nếu mà các bạn nào chưa biết lập thì các bạn vui lòng xem video mình để dưới phần mô tả. Trong phần này thì các bạn sẽ mở cái ví Kitechain của các bạn ra. Như các bạn để ý, đây là một ví mình đã lập. Bây giờ mình sẽ import cái ví MetaMask vào đây nhé. Đầu tiên, trên giao diện của ví Kitechain Gonet, các bạn kích vào hình User. Sau đó chọn vào phần Import cao Trong phần này thì các bạn sẽ chọn vào Private Key để có thể import ví. Và các bạn sẽ dán cái Private Key vào đây. Sau khi dán xong thì các bạn ấn nút Import Vậy là các bạn đã tạo xong ví rồi đấy. Bây giờ mình sẽ copy địa chỉ ví này để cho các bạn xem nhé. Đây là địa chỉ ví ở trên Crichen Gonet và mình sẽ copy địa chỉ ví trên trước Gonet. Các bạn thấy nó hoàn toàn giống nhau đúng không? Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn import ví Metamask sang Crichen cùng một địa chỉ trên máy tính nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên điện thoại. Đây là giao diện ví Metamask ở trên điện thoại và các bạn làm những bước tương tự để lấy ra 12 từ khóa hoặc là mã private key. Đầu tiên, để lấy 12 từ khóa các bạn vào phần menu, sau đó các bạn kéo xuống phần cài đặt. Trong phần này các bạn sẽ chọn vào bảo mật và quyền riêng tư. Tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào hiện cụm từ mật khẩu gốc và các bạn cũng nhập mật khẩu ví MetaMask vào. Sau khi có cụm từ khôi phục, các bạn sẽ copy cái phần này. Các bạn lưu ý khi các bạn tạo một ví Carrier chain mới thì các bạn cần sử dụng 12 từ khóa này để tạo. Còn nếu các bạn đã có ví Carrier chain và muốn import một cái ví có địa chỉ giống như Metamask thì các bạn cần phải mã Private Key nhé. Để các bạn có thể lấy được mã Private Key ví Metamask trên điện thoại nó hơi khác một chút so với trên máy tính. Đó là các bạn sẽ vào cái phần menu. Tiếp theo là các bạn sẽ phần vào phần cài đặt. Và các bạn sẽ vào phần bảo mật và quyền riêng tư các bạn kéo xuống các bạn tìm đến phần hiện khóa riêng tư cho cái ví của các bạn và ấn vào phần hiện khóa riêng tư trong phần này các bạn cũng nhập mật khẩu vào các ấn nút tiếp theo và các bạn sẽ lưu cái mã bảo mật này lại ngoài ra các bạn có thể quét cái mã qr này khi mà các bạn import nếu mà các bạn đang sử dụng máy android thì các bạn có thể sử dụng ví nét. Tại vì ví này dùng rất nhẹ và có nhiều ưu điểm. Còn trên iPhone hiện tại cái phần đề app này nó đã mất rồi. Để lấy được 12 cái cụm từ bảo mật của ví Church các bạn sẽ vào phần cài đặt này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kích vào phần các ví. Trong phần này thì để xuất 12 mã bảo mật thì các bạn ấn vào số 3 chấm của ví mà bạn muốn xuất. Và các bạn sẽ kích vào phần là hiện các từ khôi phục ví. Trong phần này các bạn ấn vào tôi hiểu những rủi ro và ấn phần tiếp tục. Nó sẽ hiện ra 12 từ khóa và các bạn có thể sao chép 12 từ khóa này và các bạn có thể import sang ví GoNet. Để lấy được mã private key trên ví Cryptoconet thì các bạn ấn vào phần cài đặt, sau đó chọn vào phần các ví. Trong phần này các bạn ấn vào dấu ba chấm ví mà bạn muốn export cái mã private key và các bạn sẽ chọn vào cái phần xuất khóa tài khoản công khai. Nhưng các bạn lưu ý là để lấy mã bảo mật của mạng BSC thì các bạn dùng 12 từ khóa bảo mật này để các bạn có thể tạo một ví và các bạn sẽ kích vào phần tôi đã có ví và chọn cho mình cái mạng Binance Smart Chain nhé. Trong phần này thì các bạn sẽ tạo được một ví Binance Smart Chain và các bạn hoàn toàn có thể xuất được cái mã cái ví này của các bạn ra bằng cách là ấn vào xuất khóa công khai. Bây giờ thì các bạn có thể lấy được 12 cái từ khóa bảo mật mà các bạn vừa export từ ví chơi connect hoặc là metamask để các bạn có thể tạo một ví mới trên Crychain. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn đã có một ví trên Crychain rồi thì các bạn chỉ dùng được cái mã private key để các bạn có thể import một ví mới vào trên đây nhé. Đây là giao diện của ví Crychain Connect. Nếu mà các bạn chưa biết sử dụng và tạo ví này trên điện thoại thì các bạn hãy xem cái video mình để ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ ấn vào nút cộng ở góc phải phía trên màn hình. Trong phần này thì có phần tạo ví mới và phần import thì các bạn sẽ kích vào phần import bằng mã private key nhé. Ở đây có bước đó là quét mã QR hoặc là các bạn có thể nhập mã. Mã QR thì mình vừa hướng dẫn các bạn lấy ở trên ví Metamask, còn phần này thì các bạn kích vào phần nhập mã. Sau đó các bạn sẽ dán cái mã private key vào đây. Tiếp theo các bạn ấn phần thêm ví vậy là mình đã tạo thêm một ví ở trên GoNet. bây giờ mình sẽ lấy địa chỉ ví này và so với trên metamask xem có giống nhau không nhé để lấy địa chỉ ví thì các bạn sẽ kích vào phần nhận này sau đó các bạn sẽ sao chép địa chỉ ví này đây là địa chỉ ví trên GoNet. bây giờ mình sẽ quay sang metamask để mình lấy địa chỉ ví cho các bạn mình copy địa chỉ ví metamask vậy là chúng ta đã thành công đó, mình vừa hướng dẫn xong các bạn có thể chuyển từ ví Metamask sang Crychain cùng một địa chỉ ví và các bạn có thể làm hoàn toàn ngược lại đó là làm từ ví Crychain sang ví Metamask ở trên máy tính ví Crychain để lấy 12 từ khóa bí mật thì các bạn sẽ vào cái nút ba gạch menu này sau đó các bạn kích vào phần setting các bạn kéo cho mình xuống phần Reserver Seed word và các bạn sẽ kích vào đây sau đó các bạn sẽ nhập mật khẩu ví Crychain của các bạn vào tiếp theo các bạn ấn OK trong phần này sẽ hiện ra 12 từ khóa bảo mật của các bạn. Các bạn lưu ý rằng từ khóa bảo mật này nó chỉ lấy ở cái ví đầu tiên của các bạn tạo. Những cái ví tiếp theo thì từ khóa này nó giống hệt nhau các bạn nhé. Vì thế khi các bạn import sang ví khác thì các bạn sẽ lấy mã private key của từng ví mà các bạn muốn lấy. Để lấy mã private key thì các bạn sẽ kích vào dấu 3 chấm. Sau đó các bạn sẽ ấn vào phần export private key Phần này các bạn sẽ nhập mật khẩu ví Kraken của bạn vào và các bạn ấn phần Submit. Vậy là các bạn đã lấy được mã bảo mật và các bạn có thể hoàn toàn import sang ví Metamask hoặc là chuỗi Wallet nhé. Ở ví Kraken trên điện thoại, các bạn sẽ kích vào phần cài đặt cho mình. Sau đó các bạn ấn vào phần quản lý ví. Các bạn lưu ý là chỉ lấy được cái 12 ký tự ở cái ví đầu tiên của các bạn tạo nhé. Để lấy được 12 cái từ khóa này, các bạn kích vào cái ví mà bạn muốn lấy. Sau đó các bạn sẽ kích vào biểu tượng khóa ở góc phải màn hình. Ở phần này các bạn sẽ nhập mật khẩu của ví các bạn vào. Các bạn ấn xác nhận. Trong phần này sẽ hiện ra mã QR code và 12 từ khóa bảo mật. Các bạn có thể sao chép và tạo một cái ví trên Metamask hoặc là trượt Wallet nhé. Các bạn làm tương tự để lấy mã private key của cái ví khác. Ví dụ ở đây mình tạo cái ví thứ hai mình import từ Metamask sang. Các bạn sẽ kích vào ví đó và các bạn cũng ấn vào phần khóa này cho mình. Các bạn nhập lại mật khẩu, ấn xác nhận. Ở phần này nó sẽ hiện ra cái mã QR code và hiện ra mã private key của các bạn nhé. Các bạn có thể sao chép cái mã private key này để có thể import sang ví MetaMask hoặc là ví Trustconnect. Mình rất là vui khi mà các bạn đã xem đến phần cuối của video này Và nếu mà các bạn thấy video của mình hay và hữu ích Đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh của mình nhé Nhớ là bật nút chuông theo dõi để có thể là đón chờ những cái video của mình Tiếp theo Phía bên này là những cái video mà Youtube nghĩ rằng bạn thích nó Còn bên này là những cái video mình sắp xếp về những cái danh mục theo chủ đề video mình quay Xin chào các bạn